Chủ tịch, tài liệu của anh đây ạ. Cô Lan này, tài liệu của cô đang có vấn đề đấy. Cô lại đây tôi chỉ cho. Anh này, đang ở công ty đấy. Anh là chủ tịch của công ty này. Ai mà có vấn đề gì với anh đuổi việc luôn. Này, anh đừng bao giờ lấy chuyện công để trả thù chuyện riêng đấy nhá. Sao? Anh thấy có sao đâu nhỉ? Thôi, không đùa với anh nữa. Anh hãy ra dáng một chủ tịch đi. Không ấy, nhân viên nhìn thấy lúc anh nói, chả ai nghe anh nữa đâu. Không nghe anh á. Không nghe anh thì anh sẽ... Con xem xét lại nhân viên công ty đi. Có những người không biết thân, không biết phận, tìm đủ mọi cách để đạt chức quyền đấy. Thưa chủ tịch, tài liệu buổi họp chiều nay em để trên bàn ạ. Em xin phép. Cháu xin phép bác ạ. Thế này là thế nào? Mẹ, mẹ cho người theo dõi Lan đấy ạ. Tôi không theo dõi anh thì để anh dâng hết cái của cả cái nhà này cho cái con bé nghèo kiết xác ấy à? Mẹ, mẹ đừng nói như vậy. Con và Lan thật sự yêu nhau thật lòng ạ. Yêu? Nó yêu anh hay là yêu tiền? Thưa mẹ, Lan không phải người như thế đâu ạ. Anh bây giờ thì bị nó làm mê muội rồi, còn biết rời đất gì nữa đâu. Mà tôi nói cho anh biết nhá, anh bỏ nó ngay cho tôi nhờ. Và một việc nữa là tôi không muốn nhìn thấy nó ở trong cái công ty nữa. Mẹ, sao mẹ vô lý thế ạ? Đây là chuyện riêng của con biết phải làm thế nào cho đúng ạ. Giờ anh nghe nó hơn tôi đúng không? Thưa mẹ, con không nghe ai cả. Nhưng Lan là một nhân sự có năng lực tốt. Con biết thế nào là phải, thế nào là trái ạ. Tôi nói cho anh biết nhé, không bao giờ nó được bước chân vào cái nhà này, tôi có chết cũng không nhận nó làm con dâu. Anh muốn làm thế nào thì làm. Cháu chào bác ạ. Không dám. Cô biết là hôm nay tôi hẹn cô đến đây để làm gì rồi đúng không? Dạ, là chuyện của anh Việt Anh với cả cháu ạ. Nếu mà cô biết rồi thì tôi cũng đi thẳng vào vấn đề luôn. Có rất nhiều đứa con gái nói yêu nó, nhưng cái gì nó cũng có giá của nó. Tôi biết cô là người khôn ngoan à, mà nếu cô làm cách nào đi chăng nữa ấy thì cũng phải được sự đồng ý của tôi. Nói đi, cô cần bao nhiêu? Vậy thì bác nói xem, con trai của bác đáng giá bao nhiêu tiền ạ? Cô, đây là số tiền mà cô làm cả đời cũng không có được. Hãy cầm lấy và biến khỏi tầm mắt của con trai tôi. Bác ơi, cháu đến với con trai của bác ấy không phải là vì tiền đâu ạ. Thôi thôi, cái điệu đấy tôi nghe nó quen quá rồi, nhàm quá rồi. Tiền có thể mua được tình yêu, nhưng tình yêu ấy thì lại không mua được thức ăn. Mà chớ trêu thay ấy, tình yêu thì lại không đổi được ra thức ăn. Nên là cô ấy thì dùng cái não của mình mà suy nghĩ đi một chút. Vậy cháu nghĩ là nếu mà bây giờ cháu ở bên cạnh anh Việt Anh ấy, chủ tịch của công ty SVM, chắc chắn là sẽ kiếm được nhiều hơn số tiền trong đời đấy bác ạ. Cô đúng là cái thần lửa ưa nặng. Cứ để xem là cô sẽ chịu đựng đến bao giờ. Cháu chào bác, cháu về trước. Dạ thưa mẹ, hôm nay mẹ đến đây có chuyện gì thế ạ? Mẹ đã sắp xếp cho con cuối tuần này con đi gặp cái Hương ở công ty Vivo ấy. Con liều liều mà sắp xếp thời gian mà đi gặp nó nhá. Mà mẹ thấy là ngày xưa con cùng với nó cũng thân thiết mà. Dạ thưa mẹ, cuối tuần này con có việc bận mất rồi. Dạ.
bác uống nước ạ. Cô làm cái gì thế hả? Cô muốn tôi bị chết phỏng đấy hả cô? Cháu xin lỗi ạ, cháu không cố ý ạ. Không cố ý, cô là cô cố tình ý. Cô vừa nghe thấy nói, tôi nói là thằng Việt Anh nhà tôi đi gặp người tốt hơn cô, nên là cô sợ mất cái túi tiền của cô gì? Dạ cháu. Cháu cái gì? Cô đứng đấy làm cái gì đó? Lòng cái kiểu gì thế? Quỳ xuống. Mẹ, tại sao mẹ quá đáng thế ạ? Cô ấy không được phép lựa chọn nơi mình sinh ra. Tại sao mẹ cứ tìm đủ mọi cách để làm khó khăn cho Lam thế? Hỏng rồi. Con vì một đứa con gái nghèo hèn như thế này mà chừng chỗ nộ mặt với mẹ thế này hả? Dạ thưa mẹ, Lam là người yêu của con, và tương lai con sẽ là chồng của cô ấy. Vậy nên con sẽ bảo vệ cho Lam ạ. Anh đủ lông đủ cánh rồi, nên bây giờ anh không cần cái bà già này nữa đúng không? Con yêu cô ta đến thế sao? Thưa mẹ, mẹ đừng nhìn vào xuất thân của cô ấy mà đánh giá như vậy ạ. Cô ấy là một người tốt, thật sự rất tốt. Cô ấy là một người mạnh mẽ, độc lập. Nếu như mà cô ấy là một người hám tiền thì con đã không mất ngần ấy thời gian và công sức để khiến cô ấy trở thành bạn gái của mình đâu ạ. Chiêu trò lừa tình hết. Ơ kìa mẹ. Thôi, mẹ cũng thấy mệt rồi, mẹ cũng không muốn can dự vào chuyện của các con nữa. Mẹ thử một lần xem sao. Mẹ nói thật chưa? Chưa, con bảo cô ấy về ăn cơm. Con cảm ơn mẹ. Mẹ đúng là người tuyệt vời nhất ạ. Thôi, con đi làm đi không muộn. Dạ vâng, con chào mẹ ạ. Mà anh thật sự đã đồng ý chuyện của chúng ta rồi ạ? Cũng không hẳn là mẹ đã đồng ý. Mẹ nói là để mẹ thử xem sao. Vâng, em sẽ cố gắng ạ. Em đừng lo lắng quá. Mẹ nói vậy chứ không có ý gì đâu. Chẳng qua là anh là đứa con duy nhất của mẹ, thế nên là mẹ lo lắng thôi. Em hiểu mà. Thôi, anh với em vào nhà đi. Để anh đưa em về nhé. Dạ thôi không cần đâu, em tự đi về là được rồi. Anh vào trong kia nghỉ ngơi đi. Có trộm! Việt Anh ơi, có trộm! Có chuyện gì đấy hả mẹ? Cái đồng hồ của mẹ không thấy đâu cả. Đồng hồ nào hả mẹ? Cái đồng hồ mà ngày xưa kỷ niệm ngày cưới bố con mua cho mẹ mấy chục triệu ấy con ạ. Mẹ đã tìm kỹ chưa? Thì mẹ nhớ rõ ràng là lúc trưa nay mẹ để trên cái chặn bếp. Con nghĩ là mẹ để quên ở đâu đó thôi, chứ nhà mình thì làm gì có ai lấy ạ. Mẹ tìm rất kỹ rồi không thấy đâu cả, mà từ chiều đến giờ làm gì có ai đến đây. Cô lấy đồng hồ của tôi đúng không? Kìa mẹ, Lan không phải loại người như thế đâu ạ. Ui trời ơi, cái loại nghèo kiết xác như thế này, nhìn cái đồng hồ giá trị như thế, tham là chuyện bình thường. Mẹ đừng xúc phạm Lan như thế. Không á, thì bây giờ cứ kiểm tra trong túi cô ấy có đồ của mẹ không biết ngay. Dạ thôi, không sao đâu, cứ cho bác gái kiểm tra đi ạ. Kìa mẹ kiểm tra đồ Lan là được rồi, tại sao lại đổ hết đồ của bạn ấy ra đất ạ? Đã kiểm tra là phải rõ ràng minh bạch chị. Thôi không sao đâu anh. Ô lạ nhỉ, sao lại không thấy nhỉ? Con đã nói với mẹ rồi, chắc là mẹ để quên ở đâu đó thôi. Con không tin mẹ thì đi vào phòng mà xem. Đi. Đã vừa lòng mẹ chưa? Thì mẹ xin lỗi, mẹ nhớ nhầm. Thưa mẹ, người mẹ xin lỗi không phải là con, mà là cô ấy. Là một quý bà, con nghĩ mẹ nên xin lỗi cô ấy đi ạ. Dạ không cần đâu ạ, tìm thấy đồ là tốt rồi ạ. Xin lỗi. Kìa mẹ. Thì tôi xin lỗi, cô thông cảm, tôi già cả rồi, đãng trí là chuyện bình thường. Dạ cháu biết là bác luôn có hiềm khích hoàn cảnh của cháu ạ, nhưng mà cháu mong bác là lần sau đừng vội kết luận qua người ta bằng hoàn cảnh ạ.
Cháu xin phép bác. Để anh đưa em về. Thôi không cần đâu, em tự về là được rồi. Mẹ đã hài lòng chưa? Thì mẹ già rồi, mẹ nhớ nhầm. Đến bây giờ mẹ vẫn lôi những cái chuyện này ra để lấp liếm hành động của mình à? Con biết hết rồi. Này, thế con lại định vì cái đứa người ngoài kia mà mỉa mai mẹ thế à? Con biết, mẹ bày ra những trò này là để chia rẽ con với Lan. Con biết chuyện gì mà nói mẹ? Dạ thưa mẹ, chính mắt con đã nhìn thấy mẹ bỏ chiếc đồng hồ này vào túi của Lan để nhằm vu oan giáng họa cho cô ấy là người ăn cắp. Và cũng chính tay con đã lấy chiếc đồng hồ đó ra và đặt lại vào phòng của mẹ đấy ạ. Con! Con thật sự thất vọng với mẹ. Từ ngày mai, con sẽ dọn ra ngoài ở riêng cho đến khi nào mẹ thay đổi với cách nhìn nhận về Lan thì thôi ạ. Này! Con vì nó mà bỏ đi đấy hả? Con chào mẹ. Kìa! Việt Anh! Ôi trời ơi, cướp! Ôi có ai không, cướp! Ơ, kìa! Có sao không? Hả? Sức khỏe của cô dạo này thế nào rồi? Dạ, cháu cũng bình phục rồi ạ. Tôi có chuyện này muốn nói với cô. Bác cứ nói đi ạ. Thời gian tới, tôi sẽ định sang Mỹ định cư. Cô thử nghĩ rằng nếu như thằng Việt Anh ấy mà nó không đi cùng với tôi ấy, thì có phải nó là một thằng con bất hiếu không? Nhưng mà nó đi sang đấy rồi ấy, thì sợ nó lại day dứt là về cái tình cảm cô dành cho nó. Cái chuyện này thì tôi cũng chưa nói với thằng Việt Anh đâu. Cô suy nghĩ và thử xem xét lại xem. Bác này, cháu nghĩ là anh Việt Anh sẽ là chọn báo hiếu bác đấy ạ. Cô hiểu được như thế là tốt đấy. Bác cứ yên tâm đi ạ. Bây giờ mà bác với cháu rơi xuống nước, chắc chắn là anh Việt Anh sẽ cứu bác trước. Mặc dù là cháu hơi sợ nước, nhưng mà cháu sẽ cố học bơi vì anh ấy đấy. Ý cô là... thay vì hai người cùng đau khổ ấy, cháu nghĩ là để một mình cháu đau khổ là được rồi ạ. Cháu nghĩ là nếu mà có duyên ấy, thì cháu với anh Việt Anh sẽ gặp lại. Vậy là cô đồng ý với tôi. Còn về làm cách nào mà để anh Việt Anh rời xa cháu thì bác cứ yên tâm đi ạ. Cháu có cách của cháu hết rồi ạ. Được, tôi sẽ tạm tin cô lần này. Mời vào. Cái gì đây? Đây là đơn xin nghỉ việc của em. Tại sao lại thế? Có phải là mẹ anh đang nói gì với em không? Mẹ anh không nói gì cả, là do em. Em đã tìm được một công ty trả lương cao hơn công ty anh rồi. Công ty đấy còn lớn hơn công ty anh rất là nhiều lần luôn. Mà ấy, còn một chuyện nữa. Con trai của chủ tịch công ty đấy đang theo đuổi em đấy. Anh không tin. Em chính là người như mẹ anh nói. Yêu anh cũng chỉ là vì tiền thôi. Tiền túi bên nào to hơn thì em theo bên đó. Không thể có chuyện như thế được. Chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra rồi đúng không? Là mẹ nói với Lan, mẹ sẽ sang Mỹ định cư. Con sẽ rất đau khổ lựa chọn giữa mẹ và người yêu. Bởi vậy cho nên Lan lựa chọn tự cách là rời khỏi công ty. Mẹ, tại sao đang yên đang lành lại có chuyện sang Mỹ định cư hả mẹ? Không, mẹ có đi đâu đâu. Đấy là mẹ thử Lan thôi. Từ giờ trở đi cháu không phải học bơi đâu. Bác biết bơi rồi. Sao lại có chuyện biết bơi với không biết bơi ở đây ạ? Nếu bây giờ mẹ và Lan cùng rơi xuống nước thì con sẽ cứu ai trước? Tất nhiên là con sẽ cứu Lan trước. Tại vì Lan không biết bơi. Còn mẹ là một vận động viên bơi lội. Tuy đã già nhưng mà con thấy mẹ vẫn bơi lội giỏi lắm. Thằng quỷ, võ công mẹ sinh mày ra nuôi mày lớn thế này, rồi bây giờ mày đi theo gái bỏ mẹ đúng không?
Từ nay hai đứa cứ yên tâm ở bên nhau, mẹ sẽ không can dự vào chuyện của hai đứa nữa. Và cả cái công ty này mẹ cũng giao cho hai đứa lo liệu. Còn mẹ già rồi, về nhà chờ bế cháu. Con cảm ơn mẹ ạ.